Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đó chính là chó tìm cung bố, hay được gọi là chó tìm cung bất ổn. Và câu chuyện như sau. Mẹ quá các bạn ơi, ơi bạn đang đuổi để báo bố mình đây, chạy đi. Các bạn ơi, bạn ấy đang đuổi theo mình kìa, mình phải chạy thôi. Mặt tôi cậu không phải thích. Cậu dám không? Cậu đừng có mà thế nhé. Bạn ơi đã bị ăn rồi. Chỗ này có bữa nhà bạn ấy mình sẽ ăn trộm. Chụp này. Mà mình đang làm gì? Chết rồi, mình quên là mình phải đi trốn bố mình. Đi trốn thôi. Mình vớt cả theo bằng này. Ủa, trời sáng rồi. Đi kiếm con thôi. Ủa, mà đội các cái nón để mà chặt đó. Rồi ạ. Trời ơi, che hết cả mặt tôi rồi. Trời ơi, chính xác. Nó sao cho nó được dài tí. Đi ra ngoài. Ôi, cháu, lại đi. Sao cháu lại nằm đây? Về cháu vào đây ngủ. Bác xem camera nhé. Nhé. Máy tính lên cháu ạ. Hả? Kia kia. Đâu? Bạn đấy đã đánh cháu. Bạn cháu có phải cháu đang đuổi bạn đấy để cho để đưa cho bác để bác xử lý đúng không? Còn nết này. Được rồi. Xong rồi cháu sẽ quá cháu ngủ luôn. Thế à? Được rồi. Cháu có biết bạn đấy ở đâu không? À, cháu biết. Nhưng mà cháu ngủ sao biết được đúng không? Cũng đúng. Thôi. Ui, rơi. Đi cháu ơi. Từ, bác chưa rửa mặt đúng không? Bác rửa mặt rồi. Không, mình quét cháu. Lên đó. Thôi rồi, hôm nay bác có công việc, cho nên bác không thể đi rồi. Cháu hãy nhờ mẹ nhé. Cháu nhé. Nhưng mà mẹ của cháu bị ốm bố. Thế thì bác sẽ bảo bác. Bố của cháu. Thế thì bác sẽ bảo em của bác đi chữa trị cái thầy này. Bố của cháu phải cho mẹ không thì mẹ bị ốm rất nặng. Được rồi, để bác bảo em của bố. Em của bác. Em của bác có giỏi đủ không đấy? Có nhanh tay nhanh chân không đấy? Có đấy cháu ạ. Em ơi, kìa thằng con mình hư là vừa còn đánh cả bạn cơ. Thế á? Con mình lại còn đi nét chỗ nào cũng cơ. Đi nét trường học thì ai bảo? Ta không biết nữa. Thôi, giờ em đi sửa hộ ta nhé. Nhưng mà em có biết nói đâu đâu. Em có đi đâu mà em ở nhà mà. Tí nữa anh gửi định vị cho. Anh đã gắn định vị lên người nó rồi. Thôi em đi đi. Là mình lên chỗ đâu sao? Mình lên chỗ này mình phải
kim chót mà. À, đọc á. Mẹ nhá, con sẽ báo lên công an. Mẹ, ta kẻ ta vã. À, con làm gì đâu. À. Nè nè. Ê, ê, con đã làm gì đâu. À, à. Hơi đau đấy à. Con không chơi với mẹ nữa chứ. Thì mẹ, thì mẹ. Chồng ơi, ta xử lý con này. Ê, bố á. Chết rồi. Này này. Ừ, sao mẹ làm gì đây? Mẹ. Mẹ. À! Vừa lấy em cho chị được nó chưa? Rồi nhưng mà em chỉ cho chị được 5 cái thôi. Thằng con nó lấy của em nó đi bán rồi. Lấy được cả trời. Ừ. Lấy được cả nó. Xong rồi. Con đấy con làm em như thế này, em tỉnh như thế. Xong rồi thằng con nó cướp của em. Xong rồi em tỉnh cho em không thấy. Con này. Đi ra đây. Nhanh lên. Ngu rồi con ra con đóng cửa con khóa cửa. Nêu nêu á. Khóa cửa nha các bạn. Yeah. Yeah. Nêu nêu. Bộ không là được. Ở đây có bố mình không? Có mẹ mình không? Không có. Đi thôi. Đi nha các bạn. Mẹ cậu bảo đi trong đấy à? Mẹ Tết mà sao cậu ở chỗ ở trong phòng? Thôi. Mẹ ba cậu đi chơi rồi. Chắc kệ mẹ với ba thôi. Không quan tâm. Quan tâm là tại sao nó lại để đây. Nhưng mà mẹ muốn cho con tâm cậu chỉ kia cậu thì ba lẽ mẹ cậu lại đấy. Chứ thật ra thì mẹ. Thôi. Cậu mua cậu bảo thật rồi. Cậu đùa tao à? Cậu sẽ đi về cậu bảo cơ này. Cậu ăn bảo không? Chọn cậu nào? Đầu tớ chọn là quả này đi. Chọn quả nào để mang về à? Là bạn cho chọn tìm cùng tớ nhé. Nhưng mà lúc bạn đánh tớ. Không sao. Đi nhé. Đi. Nếu mà tớ phải rủ cả bố mẹ tớ nữa. Thôi. Thôi, giờ để tớ nhắm nhá. Không phải mình chơi với nó để mình làm vui với nó đâu. Mình chơi để nó khi mình tìm được nó, mình sẽ lấy cái chỗ quật nó để cho nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và mình sẽ nhốt nó một căn phòng bí ẩn. Nha các bạn. Mì, 5, 10, 5, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 10, 5, 5, 5, 6, 10. Mình sẽ tỉ nha các bạn. Ôi. Ồ, thôi, trốn đâu rồi. Nhưng mà vừa nãy mình thấy bạn đấy chạy vào phòng này. Tìm. Mà chắc không có đâu. Thôi giờ mình đi tìm phòng này.